Nhật ký đi xin việc của mình hồi mới ra trường. Lúc đó mình nghĩ làm thế nào để bộ hồ sơ thu hút người tuyển dụng đây nhỉ? Một lát sau, nghĩ ra rồi. Hay là nộp hồ sơ công chứng dấu đỏ đi, để cho người ta biết tấm lòng của mình mong muốn được người ta nhận vào làm như thế nào. Sau đó mình đi vội vàng ra hàng photo làm một loạt giấy tờ, rồi ra ủy ban công chứng dấu đỏ, rồi đi ra trung tâm y tế thành phố làm giấy khám sức khỏe luôn. Sau khi có túi hồ sơ dấu đỏ ngon nghẻ rồi, mình phi xe máy thẳng xuống công ty đó để nộp hồ sơ và chắc mẩm lần này mình qua vòng hồ sơ chắc rồi. He he. Vài ngày sau, có điện thoại từ phía công ty đó gọi mình đi phỏng vấn. May quá, được gọi đi phỏng vấn rồi. Hoan hô, mình thật là tài năng. He he. Lại ngồi kỳ cạnh viết câu hỏi phỏng vấn mà mình nghĩ người ta có thể hỏi, xong học thuộc như cháo chảy. Hôm phỏng vấn, có mỗi mình là con trai, ngoài ra còn ba đứa con gái khác cũng đi phỏng vấn. Vào phòng phỏng vấn, mình trả lời vừa lưu loát vừa chuẩn chỉnh như kịch bản đã học từ trước. Đi phỏng vấn về cảm thấy phấn chấn hẳn. Vài ngày sau, sao lâu thế mà mình vẫn chưa được gọi đi làm nhỉ? Sốt ruột, mình gọi cho bạn nhân sự bên đó xem. Kết quả là mình lại bị tạch. Nguyên nhân là vì mình không đủ kinh nghiệm. Hỏi bạn ấy là có được lấy lại túi hồ sơ hay không thì bên đó họ trả lời là không được lấy lại túi hồ sơ nhé. Thế là mất trắng túi hồ sơ công chứng gốc rồi, mất bao nhiêu tiền và công sức đi làm túi hồ sơ đó. Từ đó mình rút kinh nghiệm là lần sau mình sẽ không bao giờ nộp ngay bộ hồ sơ công chứng gốc nữa, trừ khi mình chắc chắn được nhận vào làm và được nhận lương tháng thử việc đầu tiên nhé.